Dạ vâng, xin chào các anh chị và các bạn. Chào mừng các anh chị và các bạn đến với phần tiếp theo trong series video King of Sales by Phan Anh. Tên tôi là Phan Anh, chúng ta biết rồi đúng không ạ? Vâng, và một trong các bài học của phần này là cái phần liên quan đến các công thức thành công trong bán hàng để giúp các anh chị có thể tham khảo và áp dụng cho mình. Thì bài học này tôi sẽ nói về 16 bước bán hàng. Đây là những cái bước rất là căn bản mà có được viết trong một cuốn sách dạy các cái bước bán hàng chuyên nghiệp. Thì 16 bước bán hàng ở đây bao gồm những bước gì, ý nghĩa của nó, tác dụng của nó và ví dụ. Thì tôi xin phép sẽ trình bày như này. Và sau này các bạn có thể áp dụng 16 bước bán hàng này trong cái quá trình các bạn tư vấn cho khách hàng, hoặc là trong quá trình các bạn viết website, viết landing page hoặc là viết email. Đấy, tất nhiên chúng ta cũng có thể lược bớt số một bước đi hoặc là thêm những bước khác vào nếu chúng ta muốn. Nhưng về cơ bản nó sẽ bao gồm những bước như này và tôi thấy nó cũng khá là đúng. Đúng không ạ? Bước số 1, thứ nhất đó là chúng ta cần phải đưa ra các vấn đề của khách hàng. Chúng ta tìm hiểu về các cái vấn đề của khách hàng, nhu cầu thực sự của họ là gì, để chúng ta xoáy sâu vào các cái vấn đề của họ, đặc biệt là nỗi đau, sự sợ hãi, đe dọa, đúng không ạ? Lòng tin, tình yêu, sự sung sướng. Thì chúng ta phải xác định được cái nhu cầu thực sự, insight của khách hàng là gì. Bước tiếp theo, bước số 2, chúng ta cũng phải là gì ạ? Phân tích, đưa ra những cái giải pháp để mà giải quyết những cái vấn đề của khách hàng, những cái nhu cầu nội tại của khách hàng. Tất nhiên trong trường hợp này cái giải pháp của chúng ta không nhất thiết phải là đi trực tiếp vào vấn đề sản phẩm và dịch vụ ngay. Chúng ta có thể nói là vâng, với những cái câu chuyện của anh chị vừa trình bày thì chúng tôi sẽ có giải pháp triệt để cho anh chị, sẽ giúp các anh chị xóa tan mọi lo lắng, xóa tan mọi nghi ngờ vân vân. Có đúng không ạ? Chúng ta sẽ đề cập đến sản phẩm và dịch vụ của chúng ta. Đấy, bao gồm là lợi ích, chúng ta sẽ nói về lợi ích, đúng không ạ? Tính năng, công dụng, tác dụng và những cái giá trị gia tăng nếu như mà khách hàng của chúng ta sử dụng sản phẩm và dịch vụ của chúng ta. Ta cũng sẽ đề cập đến các cái lợi ích mà khách hàng sẽ nhận được khi mà người ta mua sản phẩm hoặc là dịch vụ của chúng ta trong bước số 4, đúng không ạ? Bước số 5 thì chúng ta cũng có thể trình bày thêm những cái giá trị hoặc là những cái lợi ích khác mà sản phẩm và dịch vụ của chúng ta giúp cho khách hàng trong tương lai, đúng không ạ? Ví dụ như có thể trong ngắn hạn họ chưa tin tưởng, nhưng trong tương lai, chẳng hạn như bây giờ phải mua bảo hiểm tại thời điểm này thì bạn được cái gì, thì đó chính là giảm giá tại thời điểm hiện tại, sẽ nhận được ngay, đúng không ạ? Thế nhưng mà trong tương lai, ý tôi muốn nói là trong tương lai tức là tôi sẽ được cái này, tôi sẽ được cái kia. Bạn đóng tiền vào đây, bây giờ 1 năm, 2 năm, 3 năm bạn sẽ nhận được cái này, bạn sẽ nhận được cái khác. Ý tôi là như thế. Thì đó chính là cái phần tôi gọi là lợi ích trong tương lai, và giúp cho khách hàng là mua hàng của mình nó giống như một khoản đầu tư, đúng không ạ? Vâng. Bước số 6 là chúng ta cũng sẽ tạo cho khách hàng những cái quà tặng có giá trị gia tăng. Đấy, ví dụ như bạn mua sản phẩm thì bạn sẽ được tặng thêm cái này, tặng thêm rất nhiều thứ. Và cái việc tặng thêm đó chúng ta xem thêm trong cái chương trình khuyến mại của tôi. Và chúng ta kết hợp lựa chọn sản phẩm bán chéo của chính chúng ta để chúng ta tặng thêm cho khách hàng. Chúng ta cũng sẽ trình bày với khách hàng về các cái vấn đề về giá cả và so sánh các giá cả của chúng ta, các chương trình khuyến mại của chúng ta so với đối thủ, giúp cho khách hàng hiểu rằng tại sao lại có những cái ưu đãi như thế này, lý do tại sao lại là nó giúp cho khách hàng là tối ưu về mặt tài chính nếu mà các bạn đầu tư tại thời điểm hiện tại hay mua hàng tại thời điểm hiện tại, đúng không ạ? Chúng ta sẽ giải thích, chúng ta sẽ tư vấn cho khách hàng theo cái cách mà tôi đã trình bày trong cái phương pháp tư vấn đối với các cái khách hàng khi mua những cái sản phẩm có giá trị cao. Được chưa? Thế thì tiếp tục là tôi cũng nói đến những cái ưu đãi khác, đúng không ạ? Vâng, ví dụ như là nó có rất nhiều các hình thức, mua ngay thì giảm giá 20%, thanh toán bằng thẻ thì giảm giá thêm 5%, đi 2 người thì giảm giá thêm 300.000, đi 5 người thì giảm giá thêm 500.000, ví dụ như thế, kiểu như thế, đúng không ạ? Thế bước tiếp theo là chúng ta cần phải đưa ra các cái giới hạn, sự khan hiếm. Ví dụ như là thời gian áp dụng khuyến mại nó chỉ có từ ngày này đến ngày này, nếu mua ngay thì sẽ được rất nhiều ưu đãi, nếu không thì sẽ bị hết ưu đãi,
Tất nhiên là chúng ta sẽ đưa ra cái phương pháp như vậy theo cái cách là đe dọa, khiêu khích khách hàng một cách khéo léo, đúng không ạ? Cho khách hàng cảm thấy là nếu như mà cái việc đó mà không diễn ra ngay thì khách hàng sẽ bị mất cái cơ hội rất là nhiều, đúng không ạ? Tất nhiên cái việc này chúng ta phải cam kết và phải rất là chính xác, rõ ràng. Đấy, chúng ta sẽ đưa ra những cái sự khan hiếm này, các cái điều kiện giả định này, và thậm chí là gì ạ? Rất là khắc nghiệt để cho khách hàng phải mua ngay. Đấy, thế rồi thì chúng ta phải bước tiếp theo, chúng ta sẽ phải đưa cho khách hàng những cái cam kết, ví dụ như là các cái dịch vụ bảo hành, hoàn trả tiền, đổi trả hàng nếu mà khách hàng đổi ý, không có vấn đề gì cả, đúng không? Cái việc mà đưa ra những cái cam kết tốt cho khách hàng như vậy để giúp khách hàng loại trừ các cái rủi ro trong quá trình mua sắm thì họ sẽ yên tâm hơn, họ xuống tiền ngay, đúng không ạ? Vâng. Đấy, chúng ta sẽ phải vì quyền lợi của khách hàng mà không phải là vấn đề về doanh số như tôi đã trình bày, đúng không ạ? Thế rồi thì chúng ta sẽ so sánh cho khách hàng để biết là cái quá trình mà chúng ta mua hàng thì trước đó và sau đó như thế nào, tại của doanh nghiệp và so với đối thủ như thế nào, chúng ta có thể làm một cái phép toán lợi ích như vậy, chúng ta trình bày và thuyết phục khách hàng để khách hàng nhận ra. Thậm chí là chúng ta còn phải có những cái bước tác động, tìm hiểu cái nhu cầu của khách hàng, chúng ta tác động đến cái hành vi mua của khách hàng một cách nhanh chóng hơn, chứ không phải chỉ đơn thuần là so sánh trước hay sau, so sánh giữa chúng ta với đối thủ, có đúng không ạ? Thế rồi thì chúng ta cũng cần phải cân nhắc về các cái giải pháp đóng gói, packing ấy, đúng không ạ? Và tức là giống như là cái chai nước tôi vẫn nói là chai nửa lít hay chai một lít hay chai lít rưỡi, đấy gọi là packing. Thì chúng ta đóng gói như thế nào để cho khách hàng dễ mua, ví dụ như là họ sẽ mua theo kiểu đơn vị nhỏ lẻ, hay là mình khuyến khích họ mua combo, hay là mình khuyến khích họ mua nhiều sản phẩm, hay là họ mua theo bộ. Đấy, thì ví dụ như là một cái trung tâm tiếng Anh, các bạn để một cái khóa học 180 giờ hay một cái khóa học 90 giờ thì khách hàng rất là khó mua, thì hãy cho họ cái lựa chọn là 30 giờ hay là 60 giờ thì họ sẽ dễ mua hơn, có đúng không ạ? Hay là ngày hôm nay chúng ta cũng thấy là có một cái câu chuyện là ta chào một cái gói tập thể dục, thể thao, fitness đấy, đúng không ạ? 2 năm, 3 năm hay thậm chí là trọn đời, có cái giá hàng trăm triệu. Đấy, thì cái, như vậy thì cái việc chốt đơn thì nếu mà chốt được thì rất là thành công, nhưng mà cái việc chốt cũng rất là khó, bởi vì khách hàng họ thường sẽ thấy là có khi họ mua nhưng mà sao họ không dùng. Thì như vậy trong cái sale hiện đại là cũng không phải tốt lắm, đúng không ạ? Thế rồi thì chúng ta làm combo, hay là chúng ta làm khuyến mại, hay làm giỏ quà. Đấy là cái hình thức về bao bì đóng gói. Học ví dụ như là khóa học thì học buổi sáng hay học buổi chiều hay học cả ngày, học trực tiếp hay học là online, đúng không ạ? Vâng. Thế rồi thì chúng ta sẽ bước tiếp theo là chúng ta sẽ sử dụng các cái minh chứng, những người nổi tiếng, những khách hàng đã nói về sản phẩm của chúng ta, để cho họ thêm lòng tin. Càng nhiều minh chứng càng tốt, đúng không ạ? Các feedback, các video, các phản hồi, các cái chứng nhận, chứng chỉ mà chúng tôi nhận được cho sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi. Đó. Và chúng ta sẽ đưa ra những cái tiêu chí chốt đơn làm sao mà để khiến khách hàng sẽ chốt nhanh nhất, đúng không ạ? Như là free ship, thanh toán tại nhà, rồi thì mua hàng ngay bây giờ thì sẽ nhận được mức giá rất là khủng, vân vân và vân vân. Chúng ta sẽ đưa cho khách hàng những cái giá trị và những cái lợi ích đặc biệt khi mà họ sử dụng cái sản phẩm và dịch vụ của chúng ta. Đấy. Và đến cái bước tiếp theo, đấy là chúng ta sẽ kêu gọi hành động trong mua hàng. Đấy, ví dụ như đăng ký ngay, hay mua ngay, hay là để lại thông tin ngay. Và trong cái quá trình nếu mà chúng ta viết ở trên website ấy, thì tôi khuyên mọi người là chúng ta nên để cái nút call to action này ở nhiều chỗ, giống như là trên Facebook nó có rất nhiều cái nút bấm quảng cáo, đấy chính là cái cách mua hàng, đúng không ạ? Hay trên website thì nó sẽ có nhiều cái nút đăng ký để cho thuận tiện cho việc mua hàng. Thế thì các bước như thế này nó cũng được trích dẫn trong một cuốn sách ra, và tôi thấy nó cũng khá là đúng. Thì tôi cũng nói thật là các bước này thì tôi thấy nó cũng phù hợp để tôi trình bày với các anh chị. Và đặc biệt là nếu như các anh chị viết web, chốt đơn trên landing page hay email, thì đây là những cái bước mà các anh chị có thể tuần tự như tiến. Ví dụ như một khóa học, đúng không ạ? Đưa ra vấn đề của khách hàng là gì,
bạn đang gặp phải cái này, bạn đang gặp phải cái kia, bạn đang đau đầu, bạn đang lo lắng, đúng không ạ? Đấy, sau đó thì bạn sẽ đưa ra cái phần tiếp theo là các giải pháp, đúng không ạ? Bạn sẽ đề cập đến các sản phẩm của chúng tôi sẽ giúp được bạn cái này cái kia, đúng không ạ? Những lợi ích khi tham dự khóa học là gì? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, đúng không ạ? Các quà tặng sẽ nhận được là gì? 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, đúng không ạ? Giá bán là gì? Mua 1 thế này, mua 2 thế này, thanh toán hôm nay thế này, thanh toán mai thế khác, đúng không ạ? Chỉ áp dụng với duy nhất ngày hôm nay, v.v. Đấy, thanh toán qua online payment, rồi thì cam kết nếu không hài lòng thì sẽ hoàn trả tiền, vân vân, đúng không ạ? Đấy, một người trước khi học và một người sau khi học họ nói như thế nào, họ đã thành công như thế nào, đúng không ạ? Thế rồi thì mua nhiều mua ít ra sao, và những cái người nổi tiếng nói về mình, và đó là cuối cùng là cái nút đăng ký. Thì đấy gọi là những cái bước để bán hàng, để chúng ta viết content hoặc là chúng ta chốt sale với khách hàng. Thì hiện nay trong cái quan điểm về sale thì có rất là nhiều các cái công thức. Cái này là bài 16 bước, có thể có bài 7 bước, có bài có 8 bước. Thì cái chuyện đó không quan trọng. Quan trọng là chúng ta thấy cái công thức nào đúng thì chúng ta áp dụng, và chúng ta áp dụng triệt để chúng ta thành công, được chưa ạ? Thì cho phép tôi được giới thiệu với các anh chị một cái video nói về cái cách thức như vậy, và rất mong các anh chị áp dụng thành công. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị trong bài học tiếp theo. Xin cảm ơn các anh chị rất nhiều. Bye bye.